Theo ban tổ chức, VTE Expo sẽ thu hút được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như ngành cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị tự động hóa, vật liệu mới, chế biến lương thực thực phẩm, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin, y tế hóa dược và môi trường. Triển lãm sẽ có quy mô hơn 450 gian hàng, trong đó có 250 gian hàng trong nước và 200 gian hàng nước ngoài đến từ Hiệp hội các quốc gia như Nhật, Pháp, Anh, Mỹ. VTE Expo 2013 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới.